bự. Bà nàng chủ. Bây giờ còn bây giờ bà lấy hơn cũng không có tiền nữa đâu. Giờ còn lấy hết tiền rồi nè. Bốn còn nó để đi xe vậy, để đi xe con mà nó cầm nó bốn còn nó sầu ke đó. Con đi mua hành lá, con quay mua hành lá rồi. Nó cầm trăm mà nó mua số đủ ăn thôi. Ba con lá 50 ngàn. Quá rẻ. Cái ba luôn nè. Ấu luôn nè. Hôm nay tháo 8 ngàn nè. Mua cá cô. Giờ đi chợ xong rồi giờ bán cá giùm cô luôn. Sao không bị phạm nữa. Đúng rồi cô. Tháo 8 ngàn. Rồi. Bán xô mà. Rồi đây cô. Làm cho em đi. Mua cái đi cô. Để làm cái này làm gì đó hả? Đưa cái bò đây con bảo cái cho người ta chứ hả? Bây giờ nhà làm đây chị. Không, không. Để coi thử lợi chủ quen thì đối với 100 ngàn thì có thành công hay không nha. Thì thôi. Nè mọi người coi bà bốn nè. Bà bốn coi cái mượn cái chỗ bà bốn. Cái chỗ này bị gì đây? Coi nè. Của bà bốn nè. Câu lại cái tuồng này thấy không mọi người. Đó coi đó. Bỏ tay bà luôn. Lỡ cái này nó sắp cho tay sao? Không sao. Ồ. Không mua cái mới đi. Chợ dưới quê cho nên là chợ lâu lắm rồi mọi người cho nên là ngon quá nè chị á. Thường qua cô nghe cô sớm chục thì tới tiếp chục ký sao đâu quay phim mày dạ mua đây con. Tại vì bữa nay thử thách là chỉ có 100 ngàn để mua một bữa ăn cho 10 người. Ở chứ chợ quê thì Trâm nghĩ là 100 ngàn là sẽ được. Cho nên là bây giờ mình sẽ mua nha. Giờ suy nghĩ mua cái gì đây nè. Con đây 6 lần. Cái này là cá nục gì con? Cá nuôi á. Cái này chỉ có 40 ngàn một ký thôi. Quá rẻ. Đây 3 ngàn. Con đây 3 ngàn. Quay luôn hả? Quay con lấy luôn. Con mua con game ba. Chờ con xíu, chờ con xíu. Tại vì bữa nay thử thách là chỉ có 100 ngàn con mua 10 bị ngang. Được. Uống ngon quá mọi người. Rau muống quá ngon. Ờ, rau muống bao nhiêu bó? Heo ngon một bó. Heo ngon một bó vậy là đủ dư sức 100 ngàn rồi. Quay phim rồi thì giải đi. Đây, nói đi, nói đi. Nè, heo bó tươi ngon có 4 ngàn bạc đâu. Quá rẻ. Nhà đông người ăn được đây bà bỏ cho bo cho mười miệng mà ba lấy con ba bỏ nha bà. À, bà dạy lắm bà nó cứ dạy rồi đó bà quay nha bà ra ra bà nào đó nào mẹ nó to nào đó bà đó đủ rồi đó. Vậy là Trâm mua đồ rau xào là chỉ tốn có 6 ngàn bạc thôi vẫn còn dư được 94 ngàn. Đó chưa? Cái đĩa mà
Bà bán ở chợ bao nhiêu năm rồi bà? 20 năm. Cái chợ này mình lâu rồi đúng không? Cái chợ này là chợ ngày xưa chăm đi bán đồ ở đây nè, chở rau bộ ngót vô đây bán đi, nó đường nó rất là chân. Hồi xưa con có bán rau trong đây mượn rồi 94 hả? Hôm nay nha. Một bó cho anh chui bao nhiêu tiền? Một bó cho anh chui 6 ngàn hả? 4 ngàn. Này là 4 ngàn nè. Con muốn mua cái gì nữa con tự mua thêm đúng không? Đây là một bó. Bà có bán tôm không? Cái này bó cho con chất quà nữa. Vẫn còn 84 ngàn. Dạ không, con đang muốn rồi. Rồi bây giờ còn dư cái này là mình sẽ mua một miếng thịt bò nhỏ. Mình mua miếng thịt bò để mình nấu canh chua thịt bò. Con nấu canh chua cho thịt bò. Mình có mà đứng nấu mua không đủ. Mua mấy giờ xin thì nhiều không? Bây giờ con mua, tại vì con hết tiền của con. Bây giờ bao nhiêu một trứng? 10.000 bốn trứng. 10.000 bốn trứng. Bây giờ mình mua. Nhiều. Biết vậy nãy mình mua 3 trứng đâu cái được tiện trứng là 4 trứng thì vô mẹ bóng nè thương à coi như mẹ bóng thương nó cô nhân cả là tham hại thương em dạ cử hành rất cử hành mà dạ tôi cảm ơn cô. Đây mình còn vẫn còn 54 ngàn mình sẽ đi mua đồ ăn mặn nữa là sao không đi ăn nhanh mua cho cô ăn đi cho cô đâu hết nè con nghe bao nhiêu một ký cô? 40 40 giờ là 54 ngàn vẫn còn dư. Ăn đi. Còn cái này đưa cô 50 ngàn không? Cái bữa bận. Cái bữa đang chống. Bây giờ còn bây giờ bà lấy hơn cũng không có tiền nữa đâu. Giờ con lấy đây lấy tiền rồi nè. 4 ngàn đó để đi xe vậy, để đi xe con mà nó cầm nó 4 ngàn nó sụp ke đó. Con đi mua hành lá, con quay mua hành lá rồi. Nó cầm 100 ngàn nó mua số đủ ăn đâu. Ba con cá 50 ngàn. Quá rẻ. Con kiếm qua luôn nào. Dạ, phải làm cho con chứ. Vẫn còn kêu 4 ngàn nha mọi người. 4 ngàn này mình sẽ đi mua hành lá để mình chiên trứng. Vậy là đã xong 100 ngàn. Ghê thiệt, 100 ngàn mà mua được 10 miệng ăn luôn á trời. Cô là bà con trong nhà à? Nấu được rồi. Nấu luôn đi. Mẹ nấu 8 ngàn nè. Mua cá cô. Giờ đi chợ xong rồi, giờ bán cá giùm cô luôn. Sao không bị phạm nữa? Đúng không cô? Bán 8 ngàn. Rồi. Bán sâu mà. Đây cô. Gì? Cô không mời biết.
làm cho em cô, đi. Con cái đi con. Đây là làm gì đó hả? Đưa cái bò đây con bảo cái cho người ta chứ hả? Con về nhà làm đây chị. Con nói là bao nhiêu đây con cần cho. Con về nhà làm đi. Dạ, 40 cô rẻ lắm. Dưa he ngon ăn đi chè he ngon. Trời ơi. Đó, nó quay không ra. Nó quay chữ đó. Muốn chèo bao nhiêu ấy? Ủa cái bánh xèo bữa mình mua gặp ở đâu? Mình kể đi, mình kể đi. Hôm bữa mua ủng hộ rồi, bữa nay mua ủng hộ còn thay. Mua ủng hộ có mua lần chứ. Mua đây ra, mua chị đây. Mua chị. Mày giòn không? Giòn. Thử thách xong rồi nha, vậy là hoàn thành thử thách và vẫn còn dư được he ngon. Rồi. Mình sẽ đi về mình làm cá kho. Hành này để chiên trứng. Hai trứng là mua 4 trứng và được tặng 1 trứng nè. Rồi, thịt bò là để nấu canh chua. Vẫn đầy đủ đồ ăn mà chỉ có 100 ngàn thôi nghe. Canh chua nè, canh chua nấu thịt bò. Với lại rau muống nữa. Rau muống là mình sẽ xào, thịt bò luộc. Rồi canh chua là 2 món, cho trứng là 3 món, cá là 4 món. 4 món mà chỉ có 100 ngàn thôi. Tại vì chợ dưới quê rất là rẻ nha mọi người. Đồ ăn rất là rẻ mà tươi nữa. Trứng hoàn thành nhận tích. Hãy
người quay nè. Mời lát nè, quán kêu hơi rồi. Dạ, con không có bên đó cô. Rồi. Ừ. Trời ơi, bà kêu tôi bằng gì? Tôi già dữ vậy trời, xuống kêu tôi bằng chị. Tôi già dữ hay sao trời, lên cái gì luôn rồi. Rồi bây giờ xong thử thách rồi, mình sẽ đem đồ ra chợ nha. Ở lỗ lỗ, đem đồ ra xe. Cô Ken là 8 nè, cô Trúc là 9 nè, với một cái chú trở rạ nữa. Nhưng mà mọi người nghe, mọi người không có dám vô trong khung hình. Cho nên là bây giờ mời cả nhà ăn cơm nha. Và đây là món ăn của chị He làm. Này Trâm chị phụ thôi, hôm nay làm biếng quá rồi, để chị He nấu ấy. Đó, bây giờ chị He nấu ấy luôn. Trời ơi, ăn đi. Em cái này nó đang thui. Ồ, thích ăn cái này này, cũng mời cả nhà. Này, canh chua nấu bầu này để Trâm giới thiệu cho mọi người nha. Lộn, canh chua nấu bò. Canh chua nấu bò. Cá nục đuôi đỏ đúng không chị ạ? Cá nục đuôi đỏ nè, rồi trứng chiên nè, rồi rau muống luộc chấm với lại mắm ké nữa, xuất sắc chị bãi luôn. Yeah, vậy là hoàn thành thử thách 100 ngàn nha mọi người, chị có ở quê thiệt luôn, đi chợ mất 100 ngàn mới đủ đồ ăn nhiều như vậy luôn á. Với lại là sáng giờ cũng lựa mấy món rẻ rẻ. Giờ chung vịt đang rẻ nè, rau muống rẻ nè, nhưng mà cá không nghĩ là rẻ như vậy luôn á, 50 ngàn mà ba con bự chà bá lửa luôn. Rồi thôi, mời cả nhà ăn cơm nha. Chị nấu ngon, chị em món nấu luôn nha. Đừng biết. Ăn thôi. Đầu muốn chấm mắm ké là hết bè. Cái gì cay vậy?